gắn bó với nghề điêu khắc gỗ hơn 50 năm, thì có đến gần 30 năm, cụ Trịnh Hồng Khánh, 70 tuổi, ở huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, lái xe máy rong ruổi đến nhiều tỉnh thành, từ Nam ra Bắc, để truyền nghề miễn phí cho những bạn trẻ có cùng niềm đam mê với ông. Lúc chúng tôi gặp là cụ Khánh đang truyền nghề cho các bạn trẻ tại một cơ sở điêu khắc ở tỉnh Hậu Giang. Cụ Khánh cho biết những bạn nào sáng dạ, có khiếu sẵn thì chỉ từ 3 đến 4 tháng là lành nghề, còn bạn nào tối dạ nhưng đam mê, có chí thì cũng chỉ 6 tháng là có thể thành thạo theo đuổi sở thích của mình. Bạn trẻ nào cũng được cụ cầm tay chỉ việc từng đường đục, từng thao tác máy ban đầu, đến cách thực hiện sao cho ra một sản phẩm mang giá trị cao, cách làm cho nhanh, hiệu quả nhất. Ông già nhưng mà ông truyền nghề mình là ông truyền cho hết mình vậy đó. Ông truyền cho mình biết hết mọi chuyện vậy đó. Chuyện nào ông biết được là ông truyền cho mình hết để mình học hỏi thêm vậy đó. Thấy ông chú ông cũng nhiệt tình kỹ cho con cháu, thì hết người này tới người kia vậy đó. Nhưng làm cũng được, em rất là thích. Tôi lại đây chơi, tôi thấy ổng làm thấy đẹp quá, tôi phái tôi vô đi học. Xin hỏi chú học, chú cho vô học. Học ổng không tính phí gì hết trơn á. Được biết, cụ Khánh có niềm đam mê với điêu khắc trên nguyên liệu là cây gỗ khô từ lúc còn khá nhỏ. Khi đó, nguồn cây khô ở đảo Phú Quốc rất nhiều, gỗ lại rất đẹp nên cụ thường đi tìm, xin về rồi tự mày mò khắc hình. Đến năm 18 tuổi, cụ tìm thầy để học. Vừa học chữ, vừa học nghề. Nghệ thuật của cụ là điêu khắc trên cây khô, khi điêu khắc phải giữ được cái hồn của gỗ. Một gốc cây, trong quá trình điêu khắc, chỉ được tác động khoảng 30% trên cây khô, 70% còn lại hoàn toàn do tạo hóa tạo nên. Vì vậy, người thợ phải định vị và tính toán để tác động càng ít vào thân cây thì tác phẩm càng đẹp. Cái lòng đam mê với cái năng khiếu, nói chung là năng khiếu, ở đây không có qua trường lớp gì hết, mà năng khiếu thôi. Cái đó nó mới nhập tâm vào cái vấn đề nghề cây khô, chứ còn cái chuyện thẩm mỹ mà mỹ nghệ thì đó giờ công nghệ máy móc nó làm đầy đủ rồi. Với cái tác phẩm của chú không có cái nào giống cái nào hết. Nhà nào mà chơi cái đồ của chú rồi thì nhà khác không có. Nhà khác không có thì bây giờ ví dụ mình nói một cách rõ ràng hơn là quay cái lục bình đi, người ta tiện bằng máy. Nhà nào cũng giống nhà nấy, nhà nào cũng giống cái đấy là nó. Còn riêng chú là chú làm bằng tay. Đó, cũng mang cái tới cái tính cách của cái lục bình. Nhưng mà cái lục bình của chú là đặc biệt, không có nhà nào giống nhà nào. Ngoài việc không ngừng sáng tạo, cụ Khánh còn luôn quan niệm rằng muốn sống được với nghề thì chữ tâm phải đặt lên hàng đầu. Vì vậy, cụ sẵn sàng truyền nghề miễn phí cho lớp trẻ, không phân biệt giàu nghèo, người lành lặn hay tật nguyền. Quan trọng là mỗi học trò phải có ý chí, tâm nguyện theo đuổi với nghề. Cụ cứ lái xe rong ruổi đến các tỉnh thành có nhiều cơ sở điêu khắc. Mỗi nơi, cụ thuê nhà ở, truyền nghề miễn phí cho các bạn trẻ trong từ 1 đến 2 năm rồi lại sang nơi khác. Chú đam mê về nghệ thuật cây khô. Cho nên là chú đi tới đâu rồi chú cũng muốn để lại những cái vết tích mà cho đệ tử sau này nó có cái cuộc sống đúng với cái suy nghĩ của nó. Cho nên những đứa mà nó tới nó làm với chú là nó phải đam mê về nghệ thuật mới được. Còn mà thích mà không mê là không làm được đâu. Tính ra gần 30 năm qua, cụ Khánh đã dạy nghề cho hàng trăm học trò từ Nam ra Bắc. Nhiều bạn trẻ ra nghề thành thạo, đi làm công cho các cơ sở điêu khắc, kiếm được thu nhập khá cao. Thậm chí có những người mở được cơ sở điêu khắc nổi tiếng. Thế mới thấy, tấm lòng và nghĩa cử cao đẹp của lão nghệ nhân già đã làm biết bao người phải khâm phục. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.